Chào các bạn nhé, video này mình sẽ giới thiệu với các bạn về các mẫu tranh đính đá của hãng Mona Lisa. Như bức này là bức phong cảnh. Mẫu này thì có 3 kích thước các bạn ạ. Kích thước 1m2 x 60, đây là cỡ nhỏ nhất ạ. 1m2 là chiều ngang, còn cao là 60. Mình nhìn cái ảnh nhỏ ở bên dưới đấy ạ. Cái chữ Mona Lisa là không có, người ta chỉ ghi cái hãng thôi các bạn nhé. Còn tất cả cái nền màu trắng là mình không phải đính, người ta sẽ là in. In sẵn màu rồi, mình chỉ đính những cái phần mà người ta in lên này các bạn này. Ví dụ như núi này, hiêu nai này, các cái chi tiết đấy thôi ạ. Còn phần nền nước và bầu trời là mình không phải đính nhé. Có cả kích thước to nữa, 2m là to nhất ạ. Mẫu này lưu thủy sinh tài, kích thước 1m2 x 65. Mẫu này cũng có 3 kích thước các bạn nhé. Kích thước 2m là to nhất. Các bạn mà cần cỡ kích thước nào thì cứ nhắn ở phần bên dưới bình luận nhé. Mình sẽ báo các bạn là có các cái kích thước nào nhé. Ví dụ các bạn chỉ cần như nhìn cái mã tranh này, ví dụ như bức này là Y8067 thì các bạn nhắn cho mình là có kích thước nào nhé. Ví dụ như mẫu này là có kích thước 1m2 này nhân 65. Cái phần bầu trời và nền nước là mình không phải đính ạ. Mình chỉ quay một kích thước thôi. Còn trên tranh thì nó sẽ có 3 kích thước. Mẫu này là Y8008. Kích thước 160 x 75. Mẫu này có 4 hay 5 kích thước ạ. Tí nữa mình sẽ ghi ở trên cái phần phần trên ảnh ở trên này, trên video này có bao nhiêu kích thước cho các bạn xem luôn nhé. Thì các bạn cần mẫu nào thì có thể hỏi mình ạ. Tất cả video này là của hãng tranh Mona Lisa các bạn nhé. Cái phần nước và phần bầu trời là mình không phải đính các bạn nhé. Mẫu này là tranh phong cảnh Y8271. Thiên nhiên hùng vĩ, kích thước 1m3 x 60. Mẫu này cũng có 3 kích thước ạ. Kích thước 2m là to nhất ạ. Mẫu này là cái phần màu trắng các bạn không phải đính nhá. Các bạn đính núi này, hoa này, hoa đào ạ. Tranh này rất là sâu và đẹp nhá. Lên tranh đẹp lắm các bạn. Mẫu này phong cảnh làng quê. 1m10 x 70. Chiều ngang là 1m1, còn chiều cao là 70 các bạn nhé. Y8323. Mẫu này cũng có 3 kích thước ạ. Tất cả tranh của mình quay này là tranh đá tròn ABC các bạn nhé. ABC nó là ký hiệu của đá tròn ạ. Bầu trời và nước là mình không phải đính ạ. Mẫu Y8235, kích thước 2m x 90. Mẫu này cũng có 3 kích thước các bạn nhé. Thiên nhiên hùng vĩ ạ. Đấy là hãng Mona Lisa thì có 3 kích thước. Còn hãng khác thì có cả kích thước khác nữa các bạn nhé.
Tranh này thì cái phần nước và phần bầu trời mình cũng không phải đính đâu ạ. Cái chữ Mona Lisa mình in ở đấy là nó không có trên tranh đâu các bạn nhé. Khi mà lên tranh thành phẩm thì nó như cái bức to này các bạn. Nguyên như cái bức to này ạ. Y8346, quê hương Việt Nam ạ, 1m6 x 85. Mẫu này thì cái phần bầu trời và nước mình cũng không đính các bạn nhé. Lưu thủy sinh tài Y8250, kích thước 1m2 x 65. Các bạn mà cần tư vấn thêm thì có thể nhắn qua Zalo cho mình nhé. 032-602-8558 hoặc là 034-908-4043. Phần nền màu trắng này là mình không phải đính ạ. Nước bầu trời không đính. Y8238 kích thước 1m2 x 60. Phong cảnh thiên nhiên ạ. Lưu thủy sinh tài phong cảnh thiên nhiên. Cái mẫu này rất là đẹp các bạn nhé. Cái mẫu này có cả hai kích thước nữa là kích thước 1m6 và kích thước 2m. Tranh này thì cái phần bầu trời với nước mình cũng không phải đính ạ. Cái ảnh nhỏ phần bên dưới các bạn nhìn nhé. Cái nền màu trắng là người ta in ạ. In sẵn mình không phải đính. Trong tranh thì đã có cái keo phủ bóng rồi, với cái keo để mình dính ạ. Mình sẽ lột dần cái lớp ni lông ra để mình đính. Mình có cái video hướng dẫn đính đá rồi, các bạn có thể vào xem nhé. Y8075 ạ. Sơn thủy hữu tình, kích thước 1m2 x 55. Mẫu này cũng có nhiều kích thước các bạn nhé. Kích thước 2m2 là to nhất ạ. Các bạn nhìn phần đính đá này. Bầu trời nước là mình không đính á. Y8298 kích thước 1m3 là chiều ngang đấy ạ. Non nước hữu tình. Mẫu này cũng có 3 kích thước các bạn nhé. To nhất là 2 mét ạ. Thường thường các cái mẫu phong cảnh này thì có 1 mét 2, mét 3.
mét rưỡi, mét sáu, mét tám, 2 mét. Đấy là có các cái mẫu kích thước như thế, còn tùy từng mẫu, còn mẫu thì chỉ ra 2 kích thước, còn mẫu là ra 3 kích thước, còn mẫu ra là 4, 5 kích thước các bạn nhé. Như mẫu này thì là 3 kích thước ạ. Kích thước 2 mét là to nhất, mẫu này là 1m3 nhân với 65. Bầu trời và nước là mình không đính ạ. Y8174 tranh Hồ Thiên Nga, kích thước 1m2 nhân 60. Cái mẫu này thì là ra 2 kích thước các bạn nhé. Tất cả đều là đá tròn các bạn ạ. Trên tranh có phủ lớp keo rồi thì các bạn chỉ lột nhẹ ra cái phần nào các bạn đính thì các bạn bóc ra thôi. Khi mà chưa đính hết thì các bạn lại bịt cái ni lông lại để cho cái tránh cái trường hợp nó bị khô keo nhé. Sau đấy mình lúc nào mình đính mình lại mở ra bình thường ạ. Mẫu này là cái phần đính đá đây ạ. Nước và bầu trời không đính ạ. Khi mà các bạn làm xong rồi thì cũng không phải nhất thiết là đi đóng khung ngay. Nếu mà các bạn nào muốn cầm về quê đóng khung thì, hoặc là cầm đi xa đóng khung thì mình chỉ quấn lại thôi, quấn như bình thường thôi. Xong buộc ni lông lại, kín lại là ok ạ. Lưu thủy sinh tài. Mẫu này cũng có 3 kích thước các bạn nhé. Các cái kích thước này là tính cả viền các bạn ạ. Y8318 kích thước là 1,5 m nhân 70 ạ. Nó có các kích thước nhỏ hơn và kích thước to hơn là 2 mét ạ. Đây là phần đính đá các bạn này. Tranh hãng Mona Lisa này lên đẹp lắm các bạn. Y như hình luôn ạ. Mình đóng rất là nhiều rồi. Y8264 1m3 x 60. 1m3 là chiều ngang, còn cao là 60 ạ. Cái mẫu này cũng có 3 kích thước ạ. Có cả 2m là to nhất ạ. Non nước hữu tình. Đây là phần đính đá các bạn này. Tất cả phần màu trắng là mình không phải đính hoặc là họ in ạ. Cái mảng bên chủ yếu là đính cái mảng bên trái. Y8241 thiên nhiên hùng vĩ, kích thước 1m2 x 70. 1m2 là chiều ngang, còn cao là 70 ạ. Mẫu này cũng có cả kích thước to hơn các bạn nhé. Tranh treo phòng khách rất là đẹp. Tất cả các cái mẫu tranh phong cảnh này là các bạn treo phòng khách nhé. Cái khung thì tùy theo kích thước mình đóng. Ví dụ như là
Cỡ nhỏ thì mình có thể đóng là tầm 7 cm. Bo, đấy là nếu mà ở trong bo nữa thì cái phần ở trong ấy thì là khoảng tầm 5 cm nữa. Là một bên mất khoảng 12 cm là cộng thêm nhé. Y8306 lưu thủy sinh tài kích thước 1m6 x 75. Mẫu này có cả kích thước to các bạn nhé. Cả to cả nhỏ. Các bạn yên tâm là tranh lên rất là sắc nét và đẹp luôn. Đá rất là bóng ạ. Các bạn nào mà dùng Shopee thì có thể đặt qua Shopee của mình nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn vào đặt nhé. Link Shopee của mình ạ. Các bạn vào trang của mình sẽ để link ở dưới. Còn ở cái phần giới thiệu của mình cũng có ghi đi cái link Shopee đấy ạ. Y8057 đầm hoa sen ạ, kích thước 1m2 x 65. 1m2 là chiều ngang, còn cao là 65 ạ. Cái phần bầu trời và nước là các bạn không phải đính nhé. Các cái mẫu phong cảnh này này thì nó cũng tùy theo kích thước và tùy theo mẫu giá tiền nó sẽ khác nhau. Nhưng mà trung bình thì khoảng tầm ví dụ đây như mình bán buôn ấy, mình bán buôn thì cái giá lẻ của mình sẽ có để rẻ hơn các cái bên các bạn lấy của mình về bán. Thì ví dụ như là kích thước 1m2 thì nó rơi vào tầm khoảng tầm từ 220 cho đến 208. Giá nó trung bình khoảng thế ạ. 220, 230, 250, 280 ạ. Bước cao thì khoảng tầm 209. Còn đấy là tùy từng mẫu ạ. Ví dụ cỡ 1,5 m thì nó khoảng tầm 330, 320, 350, 380, 400. Ví dụ nó còn tùy đính nhiều đính ít nữa. Còn những mẫu 2 mét thì nó dao động từ 400 cho đến 550 là tùy từng mẫu các bạn nhé. Y8095 ạ. Tranh rất là sáng đẹp. Lên tranh nó còn sáng đẹp hơn các bạn nhé, bởi vì là cái ảnh thì nó không thể bắt được như thể là cái viên đá. Những cái viên đá nó óng ánh thì khi các bạn đính xong ấy, nó tạo cái độ óng ánh nó rất là sáng và đẹp luôn. Mẫu này thì cái phần đính đá đây ạ. Cái hình nhỏ ở bên dưới ạ, cái phần màu trắng là mình không phải đính, còn các cái phần in nổi thì là mình sẽ đính nhé. Mẫu này cũng có 3 kích thước ạ. To nhất là 2 mét các bạn nhé. Mẫu phú quý cát tường. Mẫu này thì có 2 kích thước. Mona Lisa thì có 2 kích thước ạ.
Mã tranh là Y8237, kích thước 1,5 m x 75 cm ạ. Thì Mona có một kích thước, sao còn có một hãng khác là có một kích thước nhỏ hơn. Cái phần tính giá đây các bạn nhé, mình đính hoa và đính cái phần núi ở bên phải, đính thuyền nữa. Riêng cái phần nền là mình không phải đính ạ. Khi đóng khung thì nó nguyên lên nguyên bức tranh như này các bạn nhé. Y8211 ạ. Trong tranh thì bao gồm một kit tranh này, đã phủ lớp keo để mình đính rồi ạ. Một bộ dụng cụ để đính và các cái gói đá để đính vào nữa các bạn nhé. Mẫu này thì cũng có 3 kích thước ạ. Kích thước to nhất là 2 m. Kích thước nhỏ là 1,2 m ạ. Mẫu này là mình đang quay là kích thước 1,6 m x 70 cm. Cái nền bầu trời và nền nước là các bạn không phải đính ạ. Mẫu chợ quê 2 m x 95 cm, Y8093, mẫu này chỉ ra một kích thước thôi các bạn nhé. Cái hình bên phải nhỏ nhỏ đấy ạ, là cái phần bầu trời này, ruộng lúa này là mình không đính ạ, nước mình không đính ạ. Đây các cái phần in nổi là mình phải đính nhá, cái màu trắng là mình không đính. Các bạn nhìn sang bên tay phải là có cái hình nhỏ nhỏ bên dưới đấy ạ. Y8112, tranh phong cảnh đồng quê ạ. Mẫu này cũng có 3 kích thước các bạn nhé. Mẫu mình đang quay là kích thước 2 m x 95 x 90 cm ạ. 2 m là chiều ngang và chiều cao là 90 cm ạ. Đấy là kích thước to nhất các bạn nhé. Cái phần đính đá đấy ạ, phần lúa, mình đính lúa bên phải này. Có cái phần bầu trời và nước là mình không đính ạ. Còn các cái in nổi là mình đính các bạn nhé. Y8165 Hồ Thiên Nga, kích thước 1,5 m x 70 cm. Mẫu này có 2 kích thước các bạn nhé, kích thước bé hơn nữa. Mẫu này mình cần phải đính đây ạ, cái phần nước và phần bầu trời là mình không đính ạ. Mình có rất là nhiều mẫu tranh nữa thì mình chưa thể quay hết được, nên là sau video này mình vẫn quay tiếp. Các bạn bấm đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những video mới của mình nhé. Chợ quê ạ, Y8158. Nó có 3 kích thước các bạn ạ. Y8158, 57, 58, 59. 57 là cỡ nhỏ nhất, là 1,2 m ạ.
Mẫu này là Y8158 kích thước 1,5 x 70. Còn kích thước 2m là Y8159 ạ. Đây là phần đính các bạn nhé. Bầu trời mình không đính này, đường đi vào mình không đính ạ. Đường đất là mình không đính và bầu trời không đính ạ. Y8043 kích thước 1,6 x 80. Hồ Thiên Nga. Cái phần đính đá đấy ạ. Phần bầu trời và nước là mình không đính ạ. Màu sắc rất là đẹp luôn. Mẫu này là tranh thuận buồm xuôi gió Y8263. Nó có hai kích thước các bạn nhé. Y8263 và Y8262 ạ. Như mẫu này thì là kích thước là 1,6 x 75. Còn kích thước nhỏ nữa. Đây là kích thước to ạ. Tất cả đều là tranh đá tròn các bạn nhé. Đây là mình quay hết cái phần 1 của cái tranh đính đá phong cảnh này nhé. Các bạn đợi để mình làm video phần 2 các bạn vào xem nhé. Mình sẽ ghi phần này là phần 1 ạ. Cái mẫu này, cái phần đính đá thì cái ảnh nhỏ bên dưới các bạn nhìn nhé. Các bạn nhìn các cái tranh tiếp theo nhé. Thì nó có mã số tranh và cái kích thước ở bên góc trái đấy ạ. Thì và cái phần đính thì mình sẽ quay dọc đầu đấy các bạn để ý xem nhé. Thì mình sẽ giới thiệu đến đây. Còn các bạn sẽ xem tiếp còn một số mẫu nữa các bạn xem tiếp theo nhé. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh, đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những video mới của mình ạ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop. Yêu quý shop, chào các bạn nhá. Các bạn xem tiếp video của mình nhé. Còn rất là nhiều mẫu đằng sau đấy ạ. Cảm ơn các bạn.